Trẻ bị dương tính với HP thì chúng ta cần phải điều trị như thế nào? Và những em bé mà hiện nay bị có nguy cơ bị nhiễm HP thì chúng ta phòng bệnh cho em bé như thế nào? Đúng không ạ? Mà trẻ em bị nhiễm HP gần đây là tương đối cao. Đấy, trước đây chúng ta cứ chỉ nghĩ rằng gì ạ? Viêm loét dạ dày chỉ có ở người người lớn, người trưởng thành hay là người cao tuổi. Nhưng hiện nay thì trẻ em cũng bị rất nhiều. Và khi mà trẻ em bị viêm loét dạ dày, bất kỳ một bậc cha mẹ nào khi mà chúng ta thấy con đau bụng, buồn nôn, nôn rồi đi kiểm tra HP, chúng ta đều hoang mang lo lắng. Thì HP là cái gì ạ? HP đó là con vi khuẩn Helicobacterium pylori, một loại vi khuẩn nó ký sinh ở niêm mạc dạ dày, nó chui vào qua cái lớp chất nhầy của dạ dày và nó nằm ở giữa khe của hai tế bào. Đây ví dụ hai cái tế bào niêm mạc dạ dày đây, nó có một cái khe như thế này, thì nó chui vào giữa hai khe này. Đấy. Nó chui giữa khe này. Khi nó chui giữa khe này nhá thì nó phá hủy cái liên kết của hai tế bào với nhau và axit dạ dày nó chui qua cái khe đó, nó đi xuống bên dưới và nó làm tổn thương và hoại tử các cái tế bào niêm mạc dạ dày. Đấy, thì đấy là con vi khuẩn HP này nó lại rất như vậy. Và vì nó nằm ở trong cái khe của hai tế bào như vậy cho nên là điều trị rất là khó khăn, phải tuân thủ các cái phương pháp điều trị và cái liệu trình kháng sinh phải hết sức là lưu ý và cẩn thận, đúng không? Cho nên là khi mà con HP nằm đấy nó phá hủy hai cái phải các bạn, một là nó phá hủy cái quá trình tạo chất nhầy, cái thứ hai là nó phá hủy cái liên kết hai tế bào và cho cái axit dạ dày nó dễ dàng đi xuống trong dưới niêm mạc tế bào, niêm mạc thành dạ dày và nó gây viêm nhá. Thì đấy là cái bản chất nó như vậy, tại vì con HP này này nó có ở nước bọt, nó có ở phân, nó có ở tay chân cầm, mút tay mút chân nó có này. Chứ là khi mà trẻ nó đi nhà trẻ ấy, nó rất là dễ lây nhau. Rồi ở nhà gia đình nào đó mà lại có cái thói quen là gì ạ? Mớm cơm này thì vô hình chung ấy, cái nước bọt của mình nó bắn ra rất là nhiều và trẻ ăn cái cháo đó, ăn cái thức ăn đó là trẻ dễ bị nhiễm HP. Và nhất là trong đoạn từ 0 cho đến 3 tuổi. Các bạn nhớ ạ, bắt đầu ăn dặm từ 6 tháng phải không? Và đây là cái giai đoạn ấy mà cái hệ miễn dịch của trẻ đó đang hoàn thiện. Đấy, nó hoàn thiện. Chính vì thế khi mà chúng ta mớm như vậy là rất dễ là trẻ nó sẽ bị viêm dạ dày. Viêm dạ dày do HP nhá. Cho nên là chúng ta phải hạn chế ngay, không phải hạn chế mà bỏ ngay cái việc là gì ạ? Mớm cơm này, thổi cơm. Thì cái dấu hiệu mà khi mà con bạn bị HP dạ dày nó rất là dễ nhận thấy các bạn ạ. Đau này, khó chịu ở cái vùng thượng vị này, đúng không ạ? Đầy bụng, khó tiêu đúng không? Rất nhiều vấn đề và mình thấy ngay vấn đề, đúng không ạ? Vì khi đó mình đi khám và khi mà đi khám nếu mà có bạn dương tính HP thì bác sĩ sẽ cho cái phác đồ điều trị. Đối với trẻ em thì điều trị HP nó khó khăn hơn với người lớn. Tại sao? Tại vì nó rất là khó để tuân thủ cái phác đồ điều trị. Các bạn hình dung chưa? Rất là khó khăn nhá. Và cái liệu trình kháng sinh là quan trọng bậc nhất trong cái việc mà điều trị HP. Đấy. Nếu mà không điều trị triệt để ấy, mà không dùng đúng phác đồ ấy, thì là rất là nguy hiểm. Cho nên kháng sinh ấy, thì các bạn hãy lựa chọn những cái thuốc mà trong cái quyển sách này. Thông thường nhá, viêm loét dạ dày tá tràng ấy, người ta sẽ dùng amoxicillin, tức là cái axit kết hợp với axit clavulic nhá. Đấy, cái hoạt tên biệt dược ở đây nó có rất nhiều, ví dụ như là aumentin này, ví dụ như là hamentin này, rất nhiều. Đấy, thì cái aumentin ấy, là cái thuốc mà ở trang 107 ấy, bác có viết ấy, ở cột số 2 này nó là thuốc tốt. Các bạn hình dung ạ, các cái thuốc khác ấy nó cũng có hoạt chất là amoxicillin và axit clavulanic này, tuy nhiên là cái nguyên liệu của nó ấy, nó không đảm bảo cái độ tinh khiết và cái độ ổn định, thì cái chất lượng của nó, cái hiệu quả điều trị của nó sẽ khác. Trong cuốn sách này nhé, các bạn mua ngay cuốn sách này các bạn nhé. Đấy, thì cái cuốn ở trang 107 bác có ghi rõ rồi, đây là những cái thuốc của các công ty đa quốc gia trên thế giới. Thì khi mà các bạn được bác sĩ kê đơn thì hãy cầm cái đơn thuốc đó và hỏi đây là thuốc gì, hoạt chất nó là cái gì, đúng không ạ? Nếu như mà hoạt chất của cái thuốc đấy nó là amoxicillin và axit clavulanic và nó có tên khác không phải là tên amentin, thì bạn có thể bảo bác sĩ là em muốn dùng amentin, vì chắc chắn rằng các bạn muốn dùng thuốc tốt thì tất cả các bác sĩ đều muốn cho các bạn sẽ hướng dẫn các bạn kê cho các bạn thuốc tốt, được chưa các bạn nhé? Phải hết sức là lưu ý như vậy và tuân thủ cái liệu trình, cái phác đồ và đi khám lại định kỳ nhé, thì không được để cái tình trạng này nó diễn lại nhiều, trở thành viêm loét dạ dày mãn tính, đúng không? Đầu tiên là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn và thứ hai nó là nguy cơ tiềm ẩn về ung thư dạ dày sau này, được chưa các bạn ơi nhá, chú ý, rất là chú ý nhá.
Đấy. Thì phần nào đó mà các bạn chưa rõ thì comment ở đây, bác sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bác nhé. Trên kênh có hơn 1.300 video, đó là các cái phác đồ, các cái hướng dẫn mà bác hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ nuôi con khỏe mạnh, tăng cân tốt này, không lạm dụng kháng sinh này, sức đề kháng tốt, và các bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc và thời gian trong quá trình chăm con. Và quan trọng hơn cả đó là con mình ấy có một sức khỏe tuyệt vời khi mà trẻ lớn lên trong những năm đầu đời. Làm thế nào để con luôn ăn ngon ngủ kỹ? Làm thế nào để con không ốm? Nếu có ốm cũng trôi qua nhẹ nhàng. Làm thế nào để con thông minh, cao lớn và khỏe mạnh? Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chẳng có trường lớp nào dạy bạn phải làm sao cho đúng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, dược sĩ Trương Minh Đạt đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn mẹ bỉm giúp tránh khỏi các sai lầm khi nuôi con nhỏ, để cho các con luôn khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng của một gia đình thịnh vượng, giúp các mẹ nuôi con không còn những nỗi vất vả mà là một hành trình hạnh phúc.